Vấn đề mà thường xảy ra mà làm cho bạn lo lắng sau khi niềng răng Invisalign thường gặp nhất chính là vấn đề tái phát. Thì nguyên nhân mà tái phát đó là do nhiều nguyên nhân. Những nguyên nhân quan trọng nhất, thứ nhất đó là sau khi mà răng dịch chuyển đó, thì do sự đàn hồi của các sợi dây chằng nhã chu, cho nên răng luôn có xu hướng là sẽ quay lại vị trí cũ, thì sẽ làm tái phát những cái vấn đề như là khe hở hoặc là các răng xoay. Nguyên nhân thứ hai là răng luôn có một cái sự dịch chuyển, gọi là dịch chuyển sinh lý, sẽ xảy ra trong suốt cuộc đời, thì sẽ làm tái phát những cái vấn đề như là chen chúc, cắn sâu. Nguyên nhân thứ ba là do sự tái phát hoặc là những phát sinh của những cái thói quen xấu, ví dụ như là đẩy lưỡi hoặc là cắn môi, thì thường là bạn bị phát sinh những cái thói quen này là do bạn chưa bỏ được cái thói quen cũ mà đã có từ trước khi niềng. Hoặc là thứ hai là do lưỡi với môi của bạn là chưa có kịp thích nghi với vị trí răng mới. Thì nếu mà bạn bị những cái thói quen phát sinh như là đẩy lưỡi hay cắn môi thì bạn sẽ bị tái phát lại cái hiện tượng là cắn hở, cắn chìa. Nguyên nhân thứ tư là bạn bị mọc những cái răng sau khi kết thúc niềng. Những cái răng mới mọc này thường là răng khôn và đôi khi cũng có thể là những cái răng dư. Thì những cái răng mới mọc này sẽ làm xáo trộn khớp cắn sau niềng, gây tái phát. Để mà giảm cái sự tái phát này tối đa thì thứ nhất đó là bạn phải đeo hàm duy trì ha, đeo đúng và đeo đủ cái thời gian mà bác sĩ chỉ định cho bạn, và phải tái khám thường xuyên để bác sĩ kiểm tra. Thứ hai là bạn phải làm những cái bài tập cơ mà bác sĩ yêu cầu trong trường hợp bạn có những cái thói quen xấu. Thường là bài tập lưỡi để mà đặt lưỡi đúng vị trí khi mà nuốt, hoặc là cái bài tập nhai để mà làm mà tăng cái cương lực cơ nhai. Thứ ba là bạn sẽ tái khám định kỳ, nếu mà răng khôn của bạn chưa mọc thì bạn sẽ tái khám để mà bác sĩ kiểm tra, và khi nào có thể nhổ được thì bác sĩ chỉ định cho bạn nhổ, thì bạn nên nhổ ngay.